sáng ngày 30 tháng 10, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao ngày thứ ba liên tiếp. Nước tràn vào nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ, khiến nhiều phụ huynh chật vật đưa con đến trường trong ngày đầu tuần. Theo đó, nước từ sông Hậu men theo các con hẻm và đường cống, tràn vào nhiều tuyến đường như Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Cương. Ngoài quận Ninh Kiều, đợt triều cường này cũng làm ngập nhiều khu vực ở quận Bình Thủy. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, mực nước ghi nhận sáng ngày 30 tháng 10 cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,17m, vượt báo động 3. Dự báo chiều ngày 30 tháng 10, mực nước sẽ tiếp tục lên cao đạt 2,20m, cao hơn báo động 3 là 0,20m. Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng chịu tác động lớn từ đợt triều cường này.